Thưa quý khán giả đài SBTN, bình luận hàng tuần của chúng ta hôm nay nhắc lại sự kiện xảy ra tại thời điểm 19 tháng 1 năm 1974, là ngày Hải quân Trung Cộng xâm chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, với sự đồng thuận tán trợ của giới lãnh đạo nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội. Cuộc xâm chiếm năm 1974 của Hải quân Trung Cộng là bước thực hiện nội dung văn bản chính thức của Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai năm 1958, thuận nhượng Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam cho Bắc Kinh, hoặc lời phát biểu của Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ca ngợi sự chiếm đóng của quân đội người Hán đối với vùng đất, trời, biển, tổ quốc Việt Nam. Năm 1946, khi phát động chiến tranh chống Pháp, tại Hà Nội, ông Hồ Chí Minh đã có lời cổ vũ mạnh mẽ như sau để thúc giục toàn quốc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Nhưng sau chiến tranh 9 năm chống Pháp, để giành độc lập lại đưa đến kết quả số người bị giết hại trong đợt đấu tố cải cách ruộng đất tại nông thôn miền Bắc vào những năm 1953 đến năm 1956 gấp 4 lần tổn thất trên trận địa. Tiếp theo tình cảnh 1 triệu người lìa bỏ quê hương miền Bắc vượt tuyến vào Nam, dựng nên cảnh tượng di cư lịch sử vĩ đại sau 2.000 năm dựng nước. Năm 1960, dưới cầm quyền Cộng sản Hà Nội thêm một lần viện cớ vì lòng yêu nước thể hiện qua cương lĩnh thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam với nội dung gọi là để đáp ứng đòi hỏi của nhân dân là phải giải phóng miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Mặt trận này chủ trương kiên quyết đấu tranh chống Mỹ, đánh đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để thành lập ở miền Nam một chính quyền gọi là Liên hợp Dân tộc và Dân chủ. Năm 1975, chiến tranh kết thúc. Với thống kê chính thức được công bố, đã có 6 triệu dân và lính của hai miền đã thiệt mạng trong chiến tranh giải phóng. Tiếp theo hơn 2 triệu dân bỏ nước ra đi, với 600.000 người chết trên sóng biển trong rừng già, mà mãi đến hôm nay, sau 35 năm, vẫn còn nguyên độ đau thương, không phân biệt người đã đi từ những vùng biển miền Nam hay miền Bắc. Chiến tranh 1960 tới 1975, với sự sụp đổ của miền Nam, có chung hậu quả là vùng biển Tổ quốc dần bị thu hẹp sau lần bị người Hoa xâm chiếm năm 1974. Và tiếp theo năm 1988 là trận hải chiến tại đảo Gạc Ma mà trước hỏa lực chấn áp của Hải quân Trung Cộng, tàu Hải quân 604 của quân chủng Hải quân người Việt đã bị bắn chìm với những người lính bộ đội nhân dân nắm tay nhau châm mình xuống đáy biển quê hương. Cảnh tượng không khác lần xả thân bảo quốc của chiến hạm Hải quân 10 với thiếu tá Ngụy Văn Thà và những người lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào 14 năm về trước. Đến đầu thế kỷ thứ 21, cùng với sự vực dậy mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế, giới cầm quyền Bắc Kinh đã không cần che giấu mưu định bành trướng với những tàu chiến dần tiến về phương Nam, và vùng Biển Đông được cải danh thành Nam Hải. Nhưng khác với tàu do Trịnh Hoài chỉ huy ở thế kỷ thứ 15, chỉ để biểu dương lực lượng quân sự, mà còn đóng vai trò của tổ chức hải tặc cấp quốc gia đối với những ngư dân trong vùng mà ngư dân người Việt là nạn nhân đầu tiên nhận thảm họa lớn nhất. Và đáng sợ hơn hết là quá trình Hán hóa đã thấm nhiễm sâu xa và tràn lan khắp nơi trong nước với những bảng hiệu, tên đường viết bằng tiếng Hoa. Chưa kể những tô giới người Hán dựng nên cùng khắp ở Hải Phòng, Móng Cái, cao nguyên Trung Phần. Người Việt bỗng nhiên biến thành công dân hạng hai trên chính đất nước của mình. Viên đại sứ Tôn Quốc Tường mới đây tuyên bố chính thức tại Hà Nội: hãy duy trì tình trạng hiện tại, tình trạng nảy sinh, câu kết bằng 50 năm qua bởi cách yêu nước bao gồm yêu thương nước anh em môi hở răng lạnh Trung Quốc. Kính thưa quý khán giả, đấy là hậu quả của những tình thế tai họa mà hệ thống cầm quyền độc tài chủ trương độc quyền yêu nước đã hành xử và áp dụng vì mục tiêu quyền lợi riêng của bè đảng, khác biệt với nguyên lý vì quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt. Phải chăng đây cũng là cách yêu nước của người Cộng sản, cũng đồng nghĩa với cách phá nước hữu hiệu, mau chóng nhất của nhà cầm quyền tại Việt Nam hiện nay. Kính chào tạm biệt quý khán giả, xin hẹn gặp lại trong chương trình bình luận thứ 2 tuần.